tên Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang ở hẻm 183/18 Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Đi qua đi anh. Đứng đây chi cho nắng vậy? Qua đây đứng đi. Đó, Khương Dừa đang đi kiếm nhà của chú Minh. Chú Minh có chuyện xe. Chú Minh là người chơi duy nhất thắng được 10 triệu trong tập 6 của Thách Thức Danh Hài. Bây giờ Khương Dừa quay trước rồi xong rồi phát sóng xong Khương Dừa sẽ up lên. Mà coi ổng chỉ, ổng nhắn địa chỉ nè, ổng hài lắm. Nhìn ổng cũng bựa lắm á. Đó, hiện đang ở nhà. Nè, đó. Hóng, anh thấy không? Ông chụp con chó nhìn hóng. Nhìn là mắc cười. Rồi giờ mình đi vô mình kiếm ổng nha. Em muốn kiếm nhà chú Minh hả? Dạ. Kiếm nhà chú Minh hả? Dạ. Đi, vô. Kiếm ai vậy? Dạ, em đang kiếm đời bạn. Bạn gái hả? Dạ, con gái đi chơi hả? Mua trà sữa cho bạn gái nữa nè. Trời ơi, kinh tế chu đáo hết biết rồi. Yêu sang nghe, nó học hành nha. Dạ. Ổng kìa, ổng kìa. Chú Minh. Ở ngoài ông duyên dáng lắm, dễ thương lắm mà sao bữa đó lên thi sao có mới hay còn 2 dừng lại uổng quá. Chào chú. Con chó rồi chú. Chó nào mà thổi con tới đây vậy? Chó nào vậy? Chó độc. Chó chú nhắn con rồi, nho chó đây nè đâu. Không lộn. Chó này đâu rồi? Chó chú lụm đâu mà. Nó không ngủ vẻ không mà. Không vừa nãy vừa. Ở đâu? Đây chú đây, chú là chỉ ở phòng trọ thôi. Trọ chú. Ở trọ. Ở trọ nhà chú. Với vợ hai chồng ở hai vợ. Dạ. Chú Minh rất là dễ thương mà chú lớn tuổi hơn Khương Dừa rất là nhiều mà lên. Mà chú lên chú bài nha, chú có 5 tiểu phẩm lận mà Khương Dừa rất là kỳ vọng là chú là đạt giải cao. Xong mà chút bài á, Khương Dừa nhỏ tuổi mà chú cũng đứa nào cũng dạ thưa không, chú dễ thương lắm. Chú lên nhà chú hả chú? À, chú ở nhà với ai chú? Nhà với vợ. Dạ. Đúng rồi. Con cứ đi vào, chú khép cửa lại an toàn chứ. Nhà cái nhà không cỡ nhưng mà đây chỉ là phòng trọ. Dạ. Hai chồng ở đây có nhiều phòng không chú? À, 3 phòng thôi con. 3 phòng là nhiều người ở. Cũng mấy phòng kia của mấy cô gái sinh viên người đi làm á. Dạ. Rồi người ta cũng chú mấy đứa con. Chú ơi con đi rồi. Cho nhìn bé nha thôi. Cái vị thế này nó hơi bất tiện nha. Dạ. Ồ bất ngờ là tưởng là chú tuổi này là chú có nhà riêng chú ở nhưng mà chú vẫn ở nhà trọ luôn rồi. Nhà trọ. Dạ. Con nó dắt thẳng vào đây hãy. Dạ. À, nhà của chú ở gần công ty của Khương Dừa luôn. Công ty Khương Dừa là 121, nhà chú là 183, nhà 12. Đó. Dạ, xin mời bà. Nhà chú này đi ăn. Chuột hả chú? À, thì sợ chuột vô. Con là chuột nè, con tuổi chuột. Sợ không? Rồi. Anh hay có gì con cứ ngồi trên dạ. Quả chim vàng. Này thuê nhiêu tháng chú? 2 triệu tháng hả chú? Là tiền nhà con á, chứ còn điện nước với số hỏi con. Rồi con cái chú đâu? Ở riêng có gia đình ở riêng. Dạ. Bây giờ chú hai chồng chú ở đây rồi chú chạy ráp. À chú chạy đây. Rồi con hay làm gì con? Con mới nghỉ ra tại mình đó, uống cồn nè, với lại nhiều bệnh lắm. Dạ. Rồi con nghỉ ở nhà luôn rồi. Con nghỉ hơn năm nay rồi. Hiểu chứ nhiều khi cũng muốn xin tổ tập vụ hay gì giúp tiền cho bà làm. Hồi trước cô làm tập vụ ở bên tòa nhà Mỹ Hưng rồi bên Mỹ Hưng. Dạ. Anh tập vụ xong mình nặng quá. Nghỉ thời gian rồi giờ nó nhận nữa thì dạ. Sức khỏe đúng không con? Té hoài. Nhưng mà mình chú thì chú ở chạy đáp thì chú lo cho hai chồng đủ không? Cũng đủ tại vì dạ, chú cũng đâu có mình chú thì tại vì chú không có cà phê thuốc lá nhậu nhẹt. Dạ. Mấy cái là ông hay xài á. Dạ. Thì chú không dùng chứ làm nhiều về cái dành dụng. Dạ. Để chữa bệnh với cô. Có bao giờ nhiều khi bỡ hổn cũng vậy chú thưởng mừng quá không có tiền. Dạ. Trời, vậy để tập chú phát sóng xong rồi con ký duyệt để chú có giải thưởng sớm. Ha. Dạ, cũng cảm ơn con. Dạ. Cái gì đó chú gì chú sẽ cố mình ngồi đi cô. cuốn thích tại cô ngồi cô đứng lên hơi khó cô ngồi lên niệm nó cao nè, nó đỡ. Tất cả gì vậy thế là cô không mê, nhưng mà ngoài nghệ thuật là mê âm nhạc nhất, là mê âm nhạc thì nó có hài là nghèo cái ví dụ đi đầu máy phải khó có để hát hay luôn, hát ok hay luôn, khó hát luôn. Dạ tại vì có hát thì cái mới ở càng xuống đây là cái vụ của càng là chú vô tình và nó các bạn nó phát hiện được mình có cái tài này cộng pháp của con người. Tức là hồi xưa đáng lẽ là hồi còn trẻ là kêu là nên đi tham gia trong showbiz, là cái hồi đó làm nhân nhiều chưa có, là hồi đó chú đã hát hay lắm á. Dạ. Hồi trẻ hát, bây giờ chú hát cũng còn tương đối, tức là chú hát những mà chú ngộ chú hát nhạc trẻ, mà chú ít hát nhạc sớm lắm. Dạ. Ra già là hát nhạc bolero mà chú lại hát nhạc đúng thịnh này kia. Hỏi về chương trình trước đi, còn lát mình sẽ nghe chú hát sau. Rồi. Sau bữa đó sau chú thi 2 vòng, sau chú thi nữa. Tại chú cũng nhát, tại chú sợ là rớt rồi không có tiền, cũng có tiền rồi chủ bệnh của cô. Dạ. Chúng nó soi thử lần đầu mà hên quá, may nó trúng. Rồi dạ. Chú tính thi nữa, rồi chú suy nghĩ là lỡ mà hụt thì sao? Rồi, bao nhiêu kỳ vọng vô thì cũng là lần đầu, mình cũng có một số tiền, cũng thứ nhất là cũng mua thuốc men rồi chữa 10 triệu cũng lớn, trong 10 thì tương đối thì nó lớn rồi đó, nó dạ. Đối chú là lớn, thầy chú chạy ráp cả tháng cũng cỡ 19-10 triệu đó à. Dạ. Nhưng mà mình... con chạy cả tháng đâu có đồng bạc nào đâu. Không, thì chạy con chạy thì con đi làm á, mỗi lần đi làm biết đó, chú biết mà con chú coi con trơn con chạy ngoài con ăn dừa sáp rồi không mà chứ đâu có tiền đó cơm. Không tiền ăn cơm vừa sáp, ăn vừa sáp vừa cơm mà vậy. Là chơi tiểu phẩm là chú tự chú nghĩ. Chú nghĩ con. Chú rồi chú mới coi con chảnh, con nói sắp sửa mùa 6 nó ủa cái dạ. Cái mùa này chưa xong mùa 6. Tôi tính đăng ký nữa mà không biết đăng ký ở đâu nữa. Đăng ký đi. Đăng ký ở đâu không có. Ông thôi về con nghĩ chú khỏi đăng ký đi, khi nào gần tới chú khỏi cát đi chú thi thì chú chuẩn bị tiểu phẩm đi. Là chú đã bắt đầu, chú đã có 5-7 tiểu phẩm nữa rồi. Chú chuẩn bị tiểu phẩm đi, tới khi nào con chuốt bài chú lên chú diễn bài con coi rồi thi luôn. Rồi đâu biết nhà khi nào chuốt bài chú biết thì chú theo dõi theo trang á. Cái trang của con Dừa nè. Có này chú có số con đó. À đúng rồi. Chú theo dõi khi nào chuốt bài đâu đó chú gọi cho con. Không biết rồi nhưng mà chú không biết là ngày chuốt bài là nó không có thông tin, nó không rộng rãi. Chú lên fanpage Thách Thức Danh Hài chú biết có chú luôn rồi luôn fanpage. Chú lên fanpage chú coi ngày nào mà nó thông tin cát xong á thì chú gọi hỏi thăm tiền con. Ví dụ cát nào cát được chót á cái chú hỏi thăm tiền con. Cái này là chú cũng có sợ cái cấm cô giáo cấm mà rồi đó chứ dạ. Là có tại vì nghe có message với bả luôn ha chú. Có cái tin ở quán trà sữa kìa đối diện Điền Quân á, nãy chú sáng buồn chờ con lâu quá chú bộ đi bộ khoảng chú leo lầu ba chú coi ta cát. Ừ cái chú mới nói hay mà có cái vai gì hợp với chú khác nó dạ. Như nào có vai vô nó kêu dạ. Để đó con nói mấy bạn có nào vai nào ở quê mà chạy xe ôm hay gì đó chú đa dạng dạ. Hài tại vì xưa hồi chú đi chú học. Đóng sang cũng được mà nhìn được. Sang ngang không sang trọng là giống như giám đốc rồi đó. Giám đốc gì mà dài sọc thì giám đốc gì con đi đáp chú này rồi nè hả. Em nhớ chú rồi. Chú là tiểu phẩm chú tự làm đó luôn á. Chú làm hết à, tự chú nằm nghĩ ra tối vô nhà đâu làm gì, tại chú phải như mấy đàn ông khác là nó cà phê và nhậu nhẹt thuốc lá này kia, đoàn đúng là chú không có. Dạ. Chú về là chú về nhà hai chồng. Về nhà là chú không có cà phê thuốc lá không. À, không có. Đi ra ngoài mình mới cà phê thuốc lá. Không luôn, là chú không uống không mà về. Hỏi ai biết được. Không thiệt luôn, hỏi nó cô hỏi. Con cũng có vợ con vậy á. Cưới kìa. Con có vợ con vậy đó. Mới cưới luôn. Bữa năm 2013 đó. Thầy nè, con cũng biết, hồi đó. Lên trên sóng chú có nói Thành hỏi gia cảnh chú cáo, chú nó nói là chú rớt chạy về. Gắn Thành hỏi là vì sao bị chú đi vượt biên đó, cái tuổi chú hồi xưa là chỉ đi vượt biên thôi. Dạ. Chú biên cái đạo thôi, chú về thì chú bà không bà. Nhưng mà hai cô chú là có con rồi nhưng mà chưa làm đám cưới. Không, chú chạy nghe giờ trước, chú Nguyên chú đi vượt biên bị bắt cái đạo là bà bỏ chú đi. Nhưng mà đứa con vẫn biết là đứa con. Rồi giờ ở bà này chú mới nói thôi giờ hai chồng già còn chi, nuôi con chưa lớn mới cưới 2013 đó, cái này cưới kìa 2013 kìa. Trẻ quá ha. Rồi riêng con thì trước con có chồng chưa? Không luôn, không. Nè tôi nói rồi con khó lắm. Đây nè, không có chồng tôi mới cưới. Chứ còn nếu mày có gia đình rồi dắt ở vô ở đâu bà tốn tiền đám cưới. Trời ơi, 60 mấy tuổi mà cưới được con gái luôn. Trời ơi, 60 mấy đâu mà cưới còn 50 mấy à. 50 mấy, giờ 60 rồi. Giờ thì gần 60 thôi. 50 mấy mà cưới được con gái luôn. Hên xui thôi. Hay á. Sao mà sao gặp chú? Bạn bè đi sinh nhật đi chơi tiệc nè, cái giới thiệu. Dạ. Nó thấy chú thì cũng gãy gánh, rồi cái ông cô này thì lớn mà không muốn chồng. Là bả là nghề sửa gánh. Không, chú lại chú nói chú có đưa gánh với gánh gãy của chú á. Chú nói em ơi, gánh anh gãy. Dạ. Cho anh mượn dây kẽm gì anh nối lại xài đỡ. Bả mắc cười. Vậy đó, thấy cười là chịu hay không? Tấn công riết luôn đó. Chịu mồi ha. Chịu mồi nó đầu vô, sắp tới tao bà trong công ty của bả là gì? Cái tim inox luôn. Bao nhiêu người trong công ty không quen ai là không quen. Con bao nhiêu tuổi? Năm nay 55 tuổi. Rồi 55 tuổi là cưới hồi 50 ba mấy, thì cưới hồi 50 40 mấy 50 à. Người ta còn con gái nó chưa yêu lần nào mà. Thì bởi vậy mới cưới. Chú nói trời ơi, con gái thiệt hả? Bữa nào cưới thì kiểm chứng biết gì đâu. Bây giờ chú mới về, chú mới cưới đơn giản độc mã. Là chú cũng nói con là khi chú vượt biên về chú mất hết. Dạ. Mất hết còn vậy chú buộc, tức là chú suy sụp. Năm bao nhiêu tuổi chú? Năm 79 là chú đã đi rồi. Dạ. Đi được năm 82, năm 79. Chú cũng bắt nhiều lần lắm á. Dạ. Lần về cái chú ráng nhìn dụng con tàu của ghe đi nữa. Đi bắt nữa, rồi lần cuối nó quất cái quá trời lâu. Cái về bắt cái tàu mình ngoan cố mà đi hoài vậy. Đi lần đi làm miết rồi cái trời chồng quất từ 7-8 năm chồng mày hết đường về, hết đường binh, không có tiền gom vốn đi nữa luôn. Rồi về á, cha mẹ mất, cái nhà mình tịch thu, nhà nước tịch thu. Rồi sao này mới chạy trọt này miếng giấy nhờ vậy. Còn ông anh bà chị rồi. Mà thôi chú mới ở được. Rồi chú mà lúc đó suy sụp lắm. Con có nghĩ tưởng tượng một người là thanh niên mà đi ra ngoài đời mà không còn gì, mất hết. Cha mẹ nên nhà cửa không còn gì. Rồi cái chú cố gắng chú làm đủ cái nghề để chú sống lắm. Mặc dù rồi sau này chú cũng có làm thủ kho cho một công ty ô tô, xe phụ tùng ô tô. Chú thủ kho thì cái nhập vi tính thôi, nhập liệu rồi nhập xuất rồi kiểm kê kho cho thế chứ. Rồi tới cái tuổi chưa tới tuổi nữa là tới bữa đó chú bị bệnh đầu gối, khớp gối. Đi lại không được, không sao kiểm kho, đi lại không được rồi chú mới xin nghỉ, sức khỏe yếu xin nghỉ xong rồi chú đi nấu ăn. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn nhà hàng á. Chú nấu luôn. Chú quay bê thu rồi đó, rồi chú bán. Rồi chú bán cho người ta, xong rồi chú cảm thấy làm nghề này nó không có tư cá nhân mình được. Tức là mình muốn quen ai lúc đó cô đơn, muốn quen ai cũng không được rồi. Thôi kiếm nghề khác, cái nghề đó tối ngày đứng quán tới khuya ta đi về hết mấy người nghỉ. Thì sáng sớm phải lên cái clip đi chợ cho người ta đi chợ. Về bữa nay nấu món gì thiếu gì đó là chủ bếp phải biết cái điều đó. Rồi xong cái em cũng thôi cũng nghỉ tôi làm chú đi làm. Chú làm nhiều nghề ha. Chú làm nghề trời. Nó phải buôn ba con cái nhà mà. Ở cái xã hội mình phải siêng mình mới kiếm tiền được. Nhưng mà cái ước vọng của chú là lúc nào cũng là muốn đi về cái nghệ thuật hết. Chú đi hát đó, người ta mời chú hát đám cưới nhiều lắm á, mà nhất là học môn á. Chú là... hỏi saxophone lại nghe chú. Phải có cái micro rồi. Có micro một chút nữa chú thổi tay nó ngay. Chút nữa chú mở tôi tặng con bạn. Chú mở đi. Mở chú tặng con bạn. Chú mở chú saxophone rồi số 2. Chú nãy chú có nói với Xuân Dừa là chú có thể hát giọng nam giọng nữ. Mà không biết là mình chưa nghe bao giờ. Nghe chán con này. Nghe giọng đực giọng cái là biết đực cái thôi. Giọng nam chú nghệ sĩ lắm đó. Nam cô nữ. Nó diễn tính bơ luôn đó. Chú bữa hổm là đáng lẽ là chú thi vòng 20 đó. Dạ. Là chú sợ cái đó phản cảm á. Dạ. Cái vụ điều ước con ngựa đó. Thì chú sợ bằng cả. Chú Ngưng nhớ tập đó của mình chú có giải thưởng à? Có chứ kìa. Hiện tại cũng rớt hết rồi. Lại mấy người kia con phỏng vấn là mấy người kia nó dạ thôi Em thấy hoàn cảnh của chú Minh thì cũng khó khăn nên em xin nhường giải thưởng lại cho chú Minh. Dạ hả? Dạ. À, anh nói tên gì cho xin nhiều lắm chú nguyên tập đó luôn, chú coi đi. Nào mà nói gì nữa chú Minh đó là sẽ xin số. Mai phát nha chú, 8:30. À, chú coi coi là chú me lâu lắm, me tập 1, 2, 3 coi trailer ở có mình kìa là à, biết. Dạ. Vậy. 8:30. Làm ngày mai trên HT37. Me dữ lắm. Giờ con phải quay trước rồi. Xong mai chú coi cái tập full xong rồi cái được. Khoảng 10 giờ 10 rưỡi con sẽ bắt cái đoạn được. Quay này của chú lên. Đâu ra. Alo, hello. Giờ người ta đang ngủ mình hát karaoke là có. Giờ này chưa 7 giờ ngủ rồi. Đó là điểm thứ nhất, điểm thứ hai đó là xung quanh đây không sợ sáng đi hết trơn. Đi hết trơn dạ. Với lại mình hát cũng không có lớn. Chú thích dân nghệ quá ha. Thì mới chơi lớn thôi. Cái phòng này chắc chừng 20 mét vuông thôi chú. Đâu có 10 mấy à. 10 mấy là điểm 15 gì đó. Tại vì để đồ tại bên đây gá. Alo. Bây giờ là cái show phải không? Dạ. Chú làm đi, chú thể hiện hết tài năng của chú đi. Đó. Không thì cũng đối với chú đó là nhà có cái gì cũng được, nhưng không thể thiếu cái gì thiếu cũng được, không thể thiếu cái dàn karaoke của chú nè. Âm nhạc. Dạ, bây giờ dạ. Thay hiện đại cái lo kéo. Dạ, tôi mua cái kéo. Bán này chưa được, bán được là mua rồi, mà không có tiền mua. Bán được, bán chịu cũng được nữa rồi mình bù đắp tiền không đi mua. Dạ. Vậy thôi lo kéo cũng mấy triệu à. Mấy triệu đó em mới được chứ mày này hát không hay hay sao chú hả? Nó hát không hay là sao? Không phải nó cũng được nhưng mà nó cái lời cái tiết nhà nữa đâu rồi chú tiếng từ lưa ấy được 200 đi ủa bữa hổm ở trong cái tập phát xong không có cái phần chú thổi đó thổi kèn hả? Có mà đó chú thổi bài hát đi. Bài hát hả? Rồi bài hát trắng là nghe rồi phải không? Nghe rồi thì thổi bài khác đi. Thổi bài 10 năm không gặp. Dạ, 10 năm tình cũ ha. Mình cũ đúng không? Được không? Dạ được. Vừa được hay quá. Đây là con vô lại nè, chú rồi đem phải xóa. Chú phải xóa cái bít trước. Đây con vô. Quên. Chú xóa nó đi. Đó, 10 năm tình cũ. Cái này nó cũ rồi, đời cũ làm nhiều quá cái tivi tiền nó mua tivi hiện đại. Vậy là hay lắm rồi, vậy là mê lắm rồi. Dạ. Thôi tóc liều chanh rồi, không có vàng. Đó. Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Sống tới tình của chú biết có vui vẻ như chú được hay không? Dạ, 10 năm tình cũ rồi ăn karaoke kìa, nó có sẵn rồi kìa. Karaoke là mình thổi kèn. Hỏi thằng đó chú. Cái này chú có đi gì ngoài chưa chú? Không, toàn là những cái năm sinh nhật đám đồ với bạn bè là kêu có mấy cái hội kỳ của gì. Có một lần tôi thổi cái saxo này trong chương trình Chi Đạo Tài của Quỳnh Linh. Đạo Tài tập 16 là chú có thổi này. Thì đó toàn giải nhất luôn á. Dạ, giải nhất chương trình. Hồi năm sau chú thi mãi thanh xuân đó. Tháng năm rồi em là chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi. Chú còn trẻ quá mà. Chú đi hát bài ước mơ cũng được. Khúc này nè, Khương Dừa hỏi nè. Đây, bây giờ là tới cái đoạn chú hát giọng nam giọng nữ bài 10 năm tình cũ. Cả một trời yêu bao giờ trở lại, ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ, tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhiều lòng thôi xa từ kỷ niệm, cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng xa bao năm ngày dài qua mãi, trông em hôm nay thấy tình buồn đây. 10 năm cách biệt tình anh quên lắm. Giọng nữ, giọng nữ. Yêu mình còn như mưa bay đi muôn phương. Nhưng anh yêu ơi một dòng thư cứ vẫn còn trong ta một ngày cuộc yêu. Như em hôm nay thấy làm việc nhớ, 10 năm không gặp, 10 năm nhớ thương. Không đúng bài đúng không? Không. Tại vì cái bài này nó cao lắm. Cao lắm. Phải có cái bài của ai? Bài gì đó người chú hát bài gì? Tôi nào mệt rồi chú chạy xe sao? Thì chú chạy xe đó chứ giờ tránh vậy đó. Dạ. Sáng rồi 6 rưỡi chú chạy tới 11 rưỡi à, dậy về ăn cơm. Dạ. Nghĩ chú khoảng 11 rưỡi. À giờ chú bữa nay chú đi ra. Chú chạy ra bác hả? Chạy ở chạy 5 triệu. Dạ. Rồi tối chú không có chạy, tối mình không tối nghiệp. Dạ. Tối mình chạy cố quá thì dạ. Thứ nhất là sức khỏe là tuổi già. Dạ. Thứ hai nữa thì còn nghĩ là đừng có ham thu nhập rồi nhiều mình ham thu nhập nhiều á rồi nó bệnh ngoài lấy cái tiền đó chữa bệnh vậy. Dạ thôi con ghé thăm chú với cô xíu, giờ con đi con cũng có bị nhiều khổ. Chú thứ nhất là cái người con đã có quan tâm dạ đi thăm hỏi gia đình chú hướng tương lai con có thể con giúp chú được. Dạ. Chú để có phim đó, có phim con sẽ mời chú tham gia ha. Dạ. Với lại giải thưởng con sẽ đề xuất sớm cho chú. Chú có tiền chứ chú bệnh cho con. Cảm ơn con. Dạ. Vấn đề đây chú. Chứ theo chương trình thì đài họ phải trả chi phí cho mình lâu lắm. Dạ. Chú nghe vậy chú hơi buồn buồn nó trời kêu này Tết Tết không biết có chưa. Dạ. Chú hơi buồn buồn. Dạ, tại vì đài họ phải làm xong họ làm thu rồi kia rồi. Dạ. Nghe có bao nhiêu tiền rồi nó mới đưa tiền tiếp ra. Nó chuyển cho mình hơi lâu, mình chuyển thí sinh hơi lâu một xíu. Thì ra nhiều khi chú nói trời ơi trời rồi thôi mình có trong nhưng mà được con hứa thì chú mừng mình linh động thôi chú. Thôi vậy là chú cũng mừng, cũng cảm ơn chú nhất, cảm ơn anh trước hay là cũng cảm ơn Coloma này. Mình Điền Vân đó là cũng dạ. Nếu mà vậy cũng phải có hỗ trợ của ổng, con việc con ký việc cũng ổng ưỡn thiết ví dụ như đó rồi chú mới có. Dạ. Đó là thứ nhất, thứ hai nữa cái việc mong ước chú ở đây sẵn đây chú cũng nói con là nếu có dịp bất kỳ một cái show hoặc là cái gì đó mà dính dáng tới ngày tụi mình cũng sẵn sàng cho anh đi, dù là đi tỉnh quay đi đâu cũng không đi. Dạ, chú rất thích mà chú cũng thông minh lắm, có khiếu cho là cho học rất là nhanh. Nhìn chú biết là con chú học rất nhanh, diễn xuất là chú biết rồi. Thành ra tới đây thì chú cảm ơn con. Dạ, giờ tôi con đi ha. Dạ, cô chú khỏe nha. Dạ, con đi nha con. Dạ, rất nhiều. Rảnh còn miết rồi chú bỏ. Rảnh qua chú này hát karaoke bên nào không làm qua chú. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Khương Dừa với lại của chú Minh. Chú Minh là người chơi duy nhất trong tập 6 của Thách Thức Danh Hài và thắng 10 triệu tuy không nhiều, nhưng mà đối với cái hoàn cảnh của chú rồi cái cuộc sống của chú thì 10 triệu rất là cũng rất là quý. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chú. Ai có đi rap thì nhớ gọi chú nha. Với lại có ai các bạn đồng nghiệp nào có vai diễn nào thì có thể mời chú ăn. Bây giờ Khương Dừa có việc rồi, Khương Dừa phải đi rồi. Hẹn mọi người trong một video tiếp theo. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại.